rồi. Cho mà vì lần nữa tôi bác quay lại mất xuống rồi. Ngày hôm qua 16 tháng 1, trong quá trình thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đảm bảo an ninh trật tự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, trong số này có một người đàn ông lớn tuổi, sau khi uống rượu đã đi lạc đến 3 lần, được Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp yêu cầu gọi người nhà đến đón. Theo Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, người trực tiếp có mặt tại hiện trường, tối 16 tháng 1, tại điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Hàm Nghi, tổ công tác phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Quá trình làm việc, công an xác định tài xế tên Sử, trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, làm nghề thợ nề. Ông Sử cho biết, sau buổi làm việc được chủ nhà mời uống rượu, dẫn đến quá chén và mất phương hướng về nhà. Khi bị tổ công tác dừng phương tiện, ông đã đi lạc đến 3 lần. Bây giờ bác gọi điện cho người thân đón về. Đó, ngay đó đấy. Alo, chị ơi, chị là vợ anh chị ấy. Anh tên chị ấy. Sử. Vợ chị, vợ anh Sử à? Vợ em là cảnh sát giao thông của công an thành phố. Tình hình là anh là có uống nhiều rồi, chứ không lái xe được nữa. Giờ chị mà cũng không biết đường về nữa. Giờ bây giờ chị xuống lấy chỗ đường Hàm Nghi nhá. Xuống lấy chỗ đường Hàm Nghi để đón anh về. Theo Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong việc xử lý vi phạm giao thông, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Tuy nhiên thời điểm đó trời mưa lạnh, tài xế đã lớn tuổi, nên tổ công tác đã chọn phương án yêu cầu người vi phạm liên hệ người nhà đến đón để đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng. Cùng thời điểm, tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện, yêu cầu tài xế đến làm việc vào ngày hôm sau để có hình thức xử lý phù hợp.